cổ thụ thái dương run lên, khắp thần cây vàng lên những tiếng ào rào, ánh sáng vàng lộng lẫy phát ra, gợn sóng mênh mông khuếch tán. Nên biết cái cây này rất thông thiên, mỗi một chiếc lá đều vô cùng to lớn, có thể nâng cả một ngọn núi, toàn bộ chấn động cứ như là cả thiên đệ đang nổ vang. Bầu trời nước ra, cổ thụ to lớn nâng núi thế giới, cổ điện hỗn độ lên rồi nhằm về hư vô. Mọi người bị chấn động ngã xuống dưới, không cách nào đặt chân ở bên trên cây cổ thụ được, tất cả đều rớt xuống biển dùng nham. Cứ thế rời đi, mọi người đều nghẹn giọng trừng mắt. Bọn họ rơi nhanh xuống dưới, tiếng gió là vù vù bên tai. Trong lúc rơi xuống, bọn họ nhìn thấy những lá vàng kim nơi các cành cây. Có người muốn dừng lại thế nhưng không cách nào bám vào được. Trên mỗi lá cây đều thai ngén một ngôi sao. Ta không cam lòng, có tuôn giả hét lớn. Sương mù màu, màu vàng tràn ngập, hào quang rực rỡ lưu chuyển. Cành lá vù vù cứ như là âm thanh biển gầm truyền tới, thần thánh và an lành. Rễ cây từ trong biển dung nham lào vượt qua tất cả mọi người, dễ vàng óng ánh và vắng sáng rực rút lấy tinh khí tám hướng, điều hòa dịch bên dưới từ từ khổ cạn. Cuối cùng tất cả mọi người rơi vào trong biển dung nham, họ ngửa đầu quan sát cây cổ thụ hoàng kim từ xa rồi tiến vào trong một khe lớn biến mất khỏi thế giới này. Vì sao lại như thế? Có người cảm thán. Chỉ còn chút nữa thôi là đạt được hai bộ tiên kinh kia. Quá đáng tiếc, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó biến mất, có tồn giả dít gào. Cổ thủ Hoàng Kim rời đi thì phép tác nơi đây xảy ra biến hóa, biển dung nham từ từ hóa thành mặt đất cứng rắn, đồng thời mọi người cũng có thể phi hành. Địa hỏa dịch, Thạch Hạo thầm than một tiếng đáng tiếc. Một chấm kim quan đi vào trong sợi tóc của hắn, Hoàng Điệp đã trở lại lần nữa hóa thành một hạt trầu màu vàng óng. Mặt đất rất nóng, mây mù phiêu lãng bên trên chẳng có sức sống gì cả, cứ như là một thế giới hoàng tàn vậy. Đám tôn giả tiếc nuối, rất nhiều người thương đau xót. Chỉ thiếu chút nữa thôi, đến cả cô gái dịu dàng như làm vũ cũng nắm chặt tay hẳn là tiến vào thượng giới rồi hồng hoang giơ nắm đấm tràn ngập vẻ thất vọng đám thủy nguyệt tuyên minh cũng phán đoán như thế thượng giới lớn biết bao nhiêu hơn nữa lỡ tiến vào tinh thần âm vực gì đó thì ai cũng chẳng làm được cái cây này có linh nhất định sẽ né tránh tất cả mọi người cổ bích thầm than nhóc con đều là do người cả nếu sớm ra sách quý gia thì làm sao tới mức này một vị tôn giả cảm giận nhìn về phía thạch hạo mắc mớ gì tới ta? Thạch Hạo liếc hắn một cái. Nếu không phải là ngươi, chúng ta đã đoạt được một bộ cốt thư rồi. Người khổng lâu hoàng kim bị Thạch Hạo chém đứt một cánh tay. Lúc này giết gào nói. Tên tồn giả bị thương nặng như vậy cũng không thể chữa trị ngay tức khắc. Trong nháy mắt hàn Quan hiện lên. Không phục thì cứ tới đây. Vừa rơi xuống mặt đất, không còn những thứ quái lạ như trên hoàng kim thụ nữa, nên Thạch Hạo cũng chẳng hề sợ hãi. Chứ vị chúng ta liên thủ bắt hắn, lúc nãy khi cầm một khối cốt thư chắc chắn cũng đã nhìn qua nội dung bên trong, khẳng định nhớ một vài kinh văn nơi ấy. Hai bộ cổ kinh kia Thạch Hạo từng nắm trong tay rất có khả năng đã xem qua, vì thế suy tí nữa đã bị Lam Long đánh trúng, có thể là nắm được một ít chút kinh văn bên trong. Tiểu đạo hữu, chúng ta đều là cùng sông lên vào cổ điện, người đạt được tạo hóa thì nên chia sẻ cùng mọi người, không thể độc chiếm như vậy chứ. Kiến tử kim nói rồi bước lên trước, đám tuyền minh đích cổ Thùy Nguyệt yên lặng đứng một bên quan sát. Đó là tiền kinh cũng chẳng là phải truyền thừa còn sâu cái kiến gì, ngươi cảm thấy ta chỉ cần liếc mắt là có thể nhi nhớ kinh văn à, thạch hạo hỏi ngược lại. Ai cũng biết truyền thừa càng mạnh mẽ thì phù văn sẽ càng phức tạp, ví như pháp môn côn bằng chỉ có một ký hiệu quan trọng nhất, thế nhưng càng quan sát thì càng biến hóa vô tận. Dân chín đầu kiến tự kim đều lộ ra vẻ chẳng hề hiền lành chút nào. Dấu ấn nòng cốt quả là trong thời gian ngắn khó mà nhớ kỹ được, thế nhưng một vài phù văn dễ hiểu ban đầu đều có thể ghi nhớ được. Cổ thụ thiên huyết nói mắc mớ gì tới ngươi đừng nói là ta không đạt được dù có đạt được thì đã sao cũng không phải là chuyện của các ngươi mới vừa rồi còn vây công ta giờ còn muốn ta chia sẻ cứ ôm cái mộng lớn thành thù của các ngươi đi lời nói của thạch hạo chẳng hề nghiêm túc mọi người xúm lại thế nhưng cũng không ai dám làm bậy trận chiến vừa rồi thạch hạo sớm đã chứng minh sự mạnh mẽ của mình chư vị còn trần trì gì nữa dùng thủ đoạn mạnh nhất của mình chấn áp hắn tên này giết chết người của giới chúng ta dù thế nào cũng không thể thả hắn đi được rắn chín đầu nói Chúng ta ra tay không? Một vị thiên tài của thượng giới chuyển âm nói. Không vội, trước hết cứ sống chết mặc bay, hai bên không nên giúp bên nào cả, tuyệt mình nói. Các người nên nghĩ kỹ, một khi chúng ta khai chiến, đó là không chết không thôi, ta sẽ không lưu tình, Thạch Hạo nói. Trong lòng Thạch Hạo dùng mình, lưng không khỏi cảm thấy lạnh, nó vội vàng lướt sang ngang tới trăm nghìn dặm, trong hư không hiện ra một luồng kim quang ánh sáng. Rất nhiều người lui ra, đám kỳ tài cùng quý nữ của thượng giới cũng giặt nảy mình giữa trời cao xuất hiện một hòn đảo màu vàng, bên trên có một vài cười khổng lồ, chùm sáng vừa rồi chính là từ nơi này lao xuống, uy lực vô cùng mạnh. Chiến đảo của tộc người khổng lồ Hoàng Kim, đạo nhân của tộc Kim Mô kinh ngạc lên tiếng. Hư không run lên, gợn sóng đầy mạnh mẽ chuyển tới, cách đó không xa có một ngọn núi màu đen đang bay tới, bên trên phù văn dày đang tỏa ra uy thế kinh khủng. Núi rắn của bộ tộc rắn chiến đầu, có tôn giả nói nhỏ âm thanh đập cánh không dứt lên tiếng, một tổ kiến to lớn xuất hiện, có rất nhiều kiến có cánh bên trong to lớn như là châu ngựa. Không chỉ có thế, bốn phía đều hiện lên một vài quái vật khổng lồ bao phủ cả hư không, tỏa ra uy thế kinh người. Thạch Hạo khẽ nói, thì ra là như thế, sớm đã gọi tộc nhân của mình tới. Chiến đảo, tổ kiến, núi rắn, tất cả cứ như đám mây lớn ập tới, khiến người khác nhạt thở. Tôn giả tới đây cũng có hạn, dù sao cần giả đại biểu cho bộ tộc của mình đều tiến vào hoàng kim thụ. Thế nhưng Sinh Linh tới sau lại điều động đại sai khát khí của cả bộ tộc của mình, giết hắn, rắn chín đầu giết lên, phát hiệu lập tức rắn núi là màu đen trên bầu trời tỏa ra màu đen, từng chùm ánh sáng màu rắn hợp tới vô cùng kinh khủng. Bên trong tổ kiến, tộc kiến có vô số phù văn, đầy trời đều là kiến, tất cả kỳ thật đều được hình thành từ các ký hiệu thần bí, có thể xuyên kinh liệt mạch, có thể thần năng rất lớn. Cùng lúc đó, sinh cơ mạnh mẽ tỏa ra, trong hư không, những hạt mầm bắt đầu nảy mầm, từng gốc cây nhỏ màu cáo cắm rễ trong hư không, hòng nhấn chìm Thạch Hạo. Đây là trận pháp của bộ tộc thổ cụ thiết huyết, cương giả trong bộ tộc cũng đã kéo tới. Chỉ vì nghĩ nó ghi nhớ một đoạn ngắn tin kinh kia, cũng giết đám kia luôn, có tôn giả lên tiếng. Tuyền mình sớm đã lùi tới biên giới, lúc này lấy ra cây cầu đá, đám người nhanh chóng đi theo rồi lóe lên biến mất, rời khỏi vòng vây thật sự coi ta là quả hồng mê ma Thạch Hạo nói. Đây chính là trật tứ tượng, lao về trái một thượng, phía trước một trượng, đà thần thạch trên sợi tóc của nó không ngừng truyền âm. Là lợi dụng chiến đảo do ngũ hành hóa ra, kế tiếp nhập cửa kim, rồi từ cửa hỏa đi ra, đà thần thạch không ngừng truyền âm. Tuy những đại trận chấn tộc kia bao phủ trên không trung, thế nhưng trong phút chốc nó có thể sát thương được Thạch Hạo, nó không ngừng lui tới, không ngừng tránh né nơi ấy sau một khắc đạt thần thạch kêu lên quái dị nó bị thạch hạo lấy ra rồi hóa thành một vệt sáng lao về trước bình một tiếng đánh mạnh lên đầu của người khổng lồ hoàng kim kia dù thân là tôn giả thế nhưng khi gặp phải đòn này cũng vỡ đầu chảy máu hai tay ong ong xương sọ hiện lên vết nứt người khổng lồ hoàng kim bị mất một tay vốn đang nổi cáu giờ lại bị trêu chọc như thế lập tức nổi giận đùng đùng hoàng kim tăng vọt cả người vỗ mạnh về phía trước thạch hạo vẫy tay đạt thần thạch bay trở lại sau đó nó không chế chuyển vào thần lực Lần này tiếng chói tai vang lên cứ như là đánh vào sắt thép, tảng đá màu đỏ đậm mang theo ánh vàng đầy lộng lẫy đánh thẳng lên trên ót của người khổng lồ hoàng kim. Người khổng lồ hoàng kim kêu la thảm thiết, nơi đó máu tươi chảy xối xả, sừng chán nứt ra, gần như là thấy cả óc bên trong. Thạch Hạo kinh ngạc sau khi nuốt lượng lớn thần liệu ở hoàng cung Thạch Quốc, rồi nuốt cả địa hòa dịch ở nơi này, đa thân thạch lại tiến hóa tới bước này, quả nhiên là phôi nhai trí bảo mà. Sau một khắc, Thạch Hạo như mũi tên rời cung dưới sự dẫn dắt của Đạt Thần Thạch, nó hóa thành một vệt sáng tấn công về phía trước, sau đó triển khai một quyền mạnh nhất của bản thân. Lúc này nó như là đại bằng dương cánh, như côn ngư nuốt trời, người duỗi thẳng quyền trải thần diễm ngập trời, như mang theo sức mạnh của chư thiên ầm ầm đánh về phía trước. Tuy người khổng lồ Hoàng Kim đã dùng hết khả năng để chống đỡ thế nhưng vẫn co giật, cơ bản không thể nào ngăn cản được. Sau đó hắn nổ tung, bị thiếu niên kia gắng gượng đánh gục. Rất nhanh Thạch Hạo lại xuất hiện bên cạnh Kiến Tử Kim, thân thể hai bên đều có sức mạnh vô cùng kinh khủng, Kiến Tử Kim tuy chỉ dài một trường thế nhưng sức lực còn muốn hơn cả người khổng lồ Hoàng Kim kia. Cuối cùng Kiến Tử Kim rung lên bần bật, thân thể xuất hiện chỗ rạn nứt, trung quỳ là địch không lại, máu tươi không ngừng phun ra. Thạch Hạo vung một trường chém đứt đầu cỏ nó, sau đó thu thân thể đó vào trong túi càn khôn, đây chính là bảo dược huyết nhục. Dân chín đầu hét lớn điên cuồng công kích, cổ thủ Thiên Huyết nổi giận, thế nhưng sau khi trải qua một hồi đại chiến kịch liệt cũng bị Thạch Hạo dùng kiếm khí thông thiên của một cây cỏ chém nát. Thạch Hạo phá vòng vây, một đường giết chết mấy đại cao thủ mạnh nhất, chiến đảo núi rắn tổ kiến của các tộc đều rút lui. Thạch Hạo hóa thành vệt xám biến thành cuối chân trời, sau đó tới một nơi, nơi này có một tòa trận pháp tràn ngập khí hỗn độn, bà mẹ còn có cả đệ tệ của nó bị niêm phong ở bên trong đó. Đi, chúng ta xem thử hắn muốn làm cái gì, Hồng Hoàng mở miệng. Loại người sơ đại như thế này thật khiến người khác bất ngờ và giật mình mà, Bích Cổ nói. Hắn vừa nói ra thì rất nhiều lộ vẻ khác thường, thật sự là một sơ đại ứ. tất cả mọi người đều suy nghĩ. Rất nóng lòng chờ hắn tiến vào thượng giới, lãnh thổ mênh mông này thiên kiều xuất hiện lớp lớp, sơ đại quật khởi, nếu như lúc hắn tới rồi bị nhấn chìm ở bên trong thì sao? Oánh oánh khẽ nói trong con người xinh đẹp lóe lên hào quang kinh người. Thủy Nguyệt không phải người nói có hồn nước rồi hay sao? Nói bậy, Thủy Nguyệt phản bác. Nơi đây là vùng núi thấp, đôi núi chập trùng, khí hỗn độn tản ra, trận pháp mà tiểu tháp bày xuống dù là hoàng giả của thượng giới cũng có tới chẳng dễ dàng mà phá hỏng được. Thầy Hạo rất yên tâm, ba mẹ chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm gì, nhưng mà nó cũng vô cùng đau đầu, trận pháp an toàn có nghĩa là dù nó cũng không vào được, chỉ có thể đợi tiểu tháp trở về thôi phát ra quả nhiên là lợi hại đệ suy diễn hơn trăm lần vẫn không tìm được con đường của trận pháp này đạt thần thạch lưu lưỡi thạch hạo ngồi xếp bằng trên ngọn núi bình tĩnh tu hành hiện tại tâm tình của nó rất tốt trên thực tế nó chưa đợi được bao lâu thì tiểu tháp đã xuất hiện thẳng tay phá tan không gian tới khí hỗn độn mênh mông bao phủ bảo hủy bả ra thạch hạo vui mừng lập tức tiến tới bên ngoài đã xảy ra chuyện gì tiểu tháp cực kỳ nghiêm túc hỏi thạch hạo có việc lớn xảy ra, thế nhưng mày với liễu thần chẳng có ở nơi này, đang không thể vốn mắt vận mày lớn, thạch hạo núi tiếc. Ôi trời ơi, ta chết mất, tiểu tháp rền thảm thiết. Tháp ra, người làm sao vậy? Đạt thần thạch sợ hết hồn. Núi thế giới của ta, thân liệu của ta, cung điện hỗn độn của ta, tất cả đều bỏ ta, ta đau lòng muốn chết mất, tiểu tháp lăn lộn. Rất khó mà tưởng tượng được đây là một pháp khí hỗn độn, nó không ngừng rên rỉ, gào thét như tàn nát cõi lòng vậy. Thạch hạo bĩu môi. Nhóc con, ánh mắt đó là gì thế hả? Chẳng lẽ không giống người à? Tiểu tháp tức giận. Thạch hạo xấu hổ, có lúc nó cũng như thế, đau lòng khi pháp khí của kẻ địch bị tổn hại, nói theo ý nghĩa nào đó, nó và tiểu tháp đều giống nhau cả. Pháp gia, ngươi đã đi vào trong hỗn độn à? Đà thần thạch hỏi. Không có đi, chỉ là ngồi đợi kết quả thôi, tiểu tháp tức giận đáp. Đừng nói nhiều nữa, mau mau thu lại trận pháp đi nào, thạch hạo bực mình. Hào quang óng ánh tiêu tán, tiểu tháp thu lại pháp khí, rồi hấp thu khí hỗn độn, hủy bỏ trận pháp nơi ngọn núi này. Ba mẹ Thạch gạo kêu to rồi lao tới Đứa nhỏ của ta Hai người vui mừng Trong trận rất an toàn Không có hung thú cũng chẳng có là tuyệt địa Cây cỏ phong phú, có linh hồ, tình khí chảy cuồn cuộn Những ngày qua Hai vợ chồng Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh Đều vô cùng lo lắng, vô cùng sốt xuồn Chỉ lo cho Thạch Hạo ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đó Con của ta còn không có chuyện gì là tốt rồi Người môn nhà đoàn tụ Tần Di Ninh ôm chặt lấy Thạch Hạo nói năm tháng trôi qua cũng không để lại bao nhiêu vết tích trên người họ Thạch tử lăng vẫn như trước rất oai hùng mà tần di ninh lại xinh đẹp trẻ trung chỉ qua nhiều năm giữa nàng hàng lông mày có một chút ưu sầu tụ lại không tán đi bởi vì bọn họ thường nhớ thạch hạo không quên được chuyện năm xưa vẫn luôn khúc mắc về vấn đề này ba mẹ còn không có chuyện gì cả hơn nữa còn đạt được một vài tạo hóa thạch hạo rất vui mừng cùng xung về một chỗ không cần nói gì thêm cũng cảm nhận được một loại ấm áp này rồi Tần Hạo đứng một bên không nói một lời, pháp y thần linh màu bạc tỏa ra hào quang, nó bị Tần Di linh kéo tới sục sục, gọi anh đi con. Sau một hồi yên lặng nó cũng không nói được lời nào, Thầy Hạo cười nói, mới gặp nhau hai lần chắc là còn chưa quen, không sao đâu, sau này sẽ quen thôi mà. Đứa nhỏ này, Thạch Tử Lăng nhẹ nhàng trách, anh Hai chữ đầy khó khăn vang lên, Tần Hạo như dùng hết toàn bộ khí lực của mình, nó nhìn tiểu tháp óng ánh bên trên sợi tóc của Thạch Hạo rồi không nói gì nữa làm anh không thể không có lễ vật được thạch hạo lấy ra một ngọc đỉnh mang theo nụ cười tươi gió nói cho em đấy tần hạo không nhận lấy vẫn hờ hững đứng ở nơi đó anh đã nói chuyện với con kia con tặng quà cho con nữa sao không nhận hả tân di ninh nhíu mày không biết làm sao cả hắn đã giết tần pháp tần hạo nói anh con chỉ là vạn bất đắc dĩ mà thôi không giết bọn họ thì làm sao có thể cứu chúng ta thạch tử lăng giải thích Ai cần hắn tới cứu con chứ, con sống ở Bất Lão Sơn rất tốt, thế nhưng hắn lại tới xung toàn bộ lên, còn giết mấy người tần pháp nữa, Thạch Hạo nói. Anh con làm như thế là vì chúng ta, nhanh nhận lấy lễ vật của anh con đi, Tần Di Ninh nói. Nam biết khuyên bảo trong phút trông này đều vô dụng, người con này rất thương tần pháp. Đây là, Thạch Tử Lăng ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt, nhạt, sau đó mở nắp đỉnh trắng noãn kia ra rồi nhìn vào trong lập tức không khỏi khiếp sợ ba giọt hoàng kim dịch, mỗi giọt đều to như quả nhãn cứ như là ba vầng mặt trời nhỏ vậy, lấp lánh chói mắt, mùi thơm nồng nặc tràn ra khiến người khác say sưa. Đây là thần dịch, Tần Di Ninh cũng giật mình. Đây là ba giọt bảo dịch mà con đã đạt được ở trên cổ thụ Thái Dương, Thạch Hạo giải thích rồi kể cho bọn họ nghe về chuyện của mấy ngày qua. Hai vợ chồng nghe thấy thế thì khiếp hồn, vô cùng lo lắng. Con trai tưởng một mình đại chiến với rất nhiều tôn giả, ba giọt hoàng kim dịch này là dùng mạng sống của chính mình đoạt lấy. Dù là thần dịch ta cũng không cần, Thạch Hạo nói thạch từ lăng nhịn không được nữa tát nó một cái nói một hai lần ngươi không hiểu chuyện há tân hạo bướng bình quay đầu sang chỗ khác không nói lời nào con à con không thể như vậy ở bên ngoài anh con chịu rất nhiều đau khổ không có chúng ta bên cạnh nhiều năm qua chỉ biết dựa vào chính mình để lân mò con đường sống sót Rốt cuộc mới tới được bước này tân di linh lên lớp vô cùng nhẹ nhàng nói anh con là vì chúng ta mới đến bất lão sơn đại chiến nếu không ra tay thì lúc nào cũng có thể mất mạng cả Nói tới đây, ánh mắt không khỏi rơi lệ. Những năm gần đây không có những người ở bên chăm lo cho Thạch Hạo, ngược lại chính nó tìm tới, còn đưa thần dịch cho đệ đại, đại mình. Nghĩ tới những chuyện này trong lòng nàng vô cùng chua xót. Dù là Thạch Tử Lăng cặp mắt cũng là cay đi, trong lòng vô cùng đau buồn, không xin được thánh dược cho con trưởng mà giờ chính nó lại muốn đưa thần dịch hoàng kim cho con thứ. Nói gì đi chứ, con lớn lên ở bên cạnh bà mẹ, con anh con lại lưu lạc ở bên ngoài, chịu nhiều đau khổ hơn con, có lòng tốt tặng quà, sao con không cảm ơn chứ? Thạch Tử Lăng nghiêm khắc nhìn nó. Thạch Hạo vội vàng ngăn cản, đánh sống làng sang chuyện khác, nó không muốn làm căng thêm nữa. Mà làm ca ca, nó chỉ làm chuyện mà mình cần làm thôi. Thạch Hạo cũng không miễn cưỡng gì, không nhất định phải đưa nó thần dịch mà đưa cho phụ mẫu cất giữ, muốn sau này họ đưa cho nó dùng. Vợ chồng hai người không muốn cảm thấy ngại với con trưởng, làm sao có thể nhận lấy cơ duyên mà nó dùng tính mạng để đổi lấy? Thứ này dù là tu hành hay là cứu mạng đều có hiệu quả cả, tương đương với thêm ba mạng nữa lần này thạch hạo kiên quyết đưa cho hai người được rồi chúng ta nhận lấy một giọt thôi cuối cùng sợ thạch hạo nghĩ nhiều nên hai người chỉ nhận một giọt sau đó bọn họ rời đi chuẩn bị rời khỏi bảo giới thái cổ này ồ ba người kia là ai thiên tài và quý nữ của thượng giới vừa tới nơi thì đúng lúc nhìn thấy cảnh này thạch hạo tự nhiên cũng thấy bọn họ nên gật đầu đây là bạn của con à mẫu thân của thạch hạo như nhìn ra được chuyện gì đó chỉ là mới quen không lâu họ đều tới từ thượng giới thạch hạo đáp trả đám làm vũ đi tới chào hỏi trong cung điện hỗn độn song phương cũng có vài chạm qua nhưng mà những người kia đều là quan hệ cạnh tranh với các nàng nên cũng không tính là cửu hận gì đồng thời hiện tại những người này rất coi trọng thạch hạo hy vọng có thể lôi kéo nó vào trong giáo của mình biểu hiện rất là thân thiện khi di ra khỏi bảo giới thái cổ mọi người nhìn thấy mấy người của huyền vực một cổ giới như thế là xuất hiện tự nhiên gây nền náo động lớn rất nhiều người đã tới hỏng tìm kiếm cơ duyên nhưng mà khi Thạch Hạo vừa mới xuất hiện, đám người trong huyền vực nhìn thấy nó thì còn chấn động hơn cả khi nhìn thấy báo, báo giới thái cổ kia. Rất nhiều người cứ như là gặp phải tà, vẻ hoàng sợ hãi ngập tràn. Thạch Hạo, mà đế, âm thanh của bọn họ đều run lên không khỏi dùng mình. Sao thế? Sao lại sợ hắn vậy? Đám tuyển minh, thủy nguyệt đều ngờ vực. Lẽ nào tiểu thạch ở hạ giới này giống như là ma vương, đi qua chỗ nào thì quần hùng đều lui tránh. Đám làm vũ hiếu kỳ, muốn hiểu rõ đầu đuôi nên âm thầm tìm hiểu hắn là ma đế. Không, ta nói sai rồi, là nhân hoàng Thạch Quốc, là hoàng giả trẻ tuổi nhất, có người sợ hãi lời nói không được lưu loát. Chuyện gì xảy ra vậy? Thạch Hạo hỏi. Đám làm vũ hồng hoang thùy nghiệt càng thêm kinh ngạc, chăm chú hỏi những người bên cạnh, kết quả cả đám ngẩn người hóa đá tại chỗ. Là nhân hoàng, hiện tại có rất nhiều gọi hắn là ma đế, hắn một thân một mình tiến vào Bất Lão Sơn, sới tung cả nơi đó lên. Hồng Hoàng cứ như bị người khác dẫm phải đuôi không kìm được mà hét lên. Không thể, Bích cổ cũng là lớn, hắn biết bảo ấn của bân lão thiên tôn chấn ở trong hạn giới này, ai có thể dùng chuyển chứ? Đó là pháp khí hỗn độn, chính xác trăm phần trăm. Những người được hỏi thở dồn dập, đồng thời cũng vô cùng căng thẳng, cũng có lượng lớn nghi hoặc. Những người này ở chung với tiểu thạch mà lại không biết chuyện đó đã làm. Đám làm vũ, bích cổ, thuyền nguyệt, oánh oánh đều ngây người. Họ đã biết thạch hạo là sơ đại, thế nhưng không nghĩ tới lại nghịch thiên như thế. Bọn họ không ngừng mê man nghĩ tới những chuyện đã trải qua ở trong cung điện hỗn độn kia, ai nấy mồ hôi đều chảy ròng ròng, âm thầm cảm thấy mừng, không như đám Triệu Khải Trác Vân khai chiến với Tiểu Thạch, thiếu niên này quá nghịch thiên, sới Tùng Bất Lão Sơn, được ngoại giới gọi là Ma Đế khiến người khá khó có thể tin vô cùng kinh ngạc. Nhiều lần dò hỏi, Hồng Hoang Thủy Nguyệt Tuyền minh dần dần tiếp nhận được sự thật. Chuyện này cứ như là mơ vậy. Tuyên Minh lẩm bẩm, lúc trước hắn còn ám chỉ muốn thu Thạch Hạo, lúc trước hắn còn ám chỉ muốn thu Thạch Hạo làm chiến phó, đổi lại hắn sẽ dẫn nó đi thượng giới, nhưng giờ cũng chỉ có thể dùng câu nói vừa nãy để diễn tả lâm tình của hắn mà thôi. Khó mà tin được, đám thượng giới đều lộ vẻ quái dị. Nửa tháng sau Thạch Hạo trở lại hoàng vực, quay về lại hoàng cung Thạch Đô, nếu không phải do Tiểu Tháp lười nhắc thì hắn càng nhanh hơn nữa. Đứa nhỏ của chúng ta lại trở thành Thạch Hoàng, Thạch Tử Lăng đứng ở trung ương hoàng cung vô cùng cảm khái, lần nữa quay trở lại thạch đô khiến hắn nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. bệ hạ, mà nữ kia có tới, đã chờ người được mấy ngày rồi. Băng cửu nhanh chân tới ngành đón. Thạch hạo lại gặp ma nữ, nàng vẫn nhí nhảnh như trước, dung nhàm vẫn nghiêng nước nghiêng thành, vóc dáng chuẩn xác, lại cực kỳ hoạt bát và gian xảo khiến người khác khó có thể tin được. Mà đế bệ hạ, ta mang cho người một tin tốt, Nguyệt Thiên, vợ người chạy không khỏi tai vạ rồi.